Không ngờ, loại nước đâu cũng bán trong mùa hè này lại có tác dụng với sức khỏe đến thế. Mỗi ngày một cốc nước này, bạn sẽ cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn nhiều, đặc biệt là trong ngày hè nắng nóng. Nước mía ép có thể mang lại lợi ích lớn đối với sức khỏe. Đó là lý do vì sao người Ấn Độ rất thích nhâm nhi nước mía nhiều lần trong một ngày nắng nóng. Dưới đây là những tác dụng của nước mía mà bạn không ngờ tới. 1. Bổ sung điện giải. Vào mùa hè, bạn hay bị mất nước thường xuyên. Nước ép mía có thể làm bạn phục hồi lượng nước nhanh chóng. Nó bổ sung chất điện giải cho cơ thể vì nó chứa mangan, sắt, kali, magie và canxi. 2. Người tiểu đường có thể uống nước mía. Ngay cả khi bạn bị tiểu đường, bạn có thể uống nước mía ép vì chỉ số glycemic của nó thấp. Nó không làm tăng đột ngột lượng đường trong máu. Tuy nhiên, cũng nên cẩn trọng khi uống nhiều và tốt nhất là nên hỏi bác sĩ. 3. Ngăn chặn sự phát triển tế bào ung thư. Mía chứa một chất được cho là chất có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư, có tên là flavonoid. Một số nghiên cứu cho rằng nước ép mía có thể làm hạn chế sự lây lan của ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. 4. Cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nước ép mía có chứa glucose, cung cấp cho bạn năng lượng khi bạn bị mất nước trong khí hậu nóng bức. Nếu bạn đang ở mùa hè thì đây là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. 5. Giảm nhiễm trùng đường máu. Nước mía có chứa các tính chất kháng sinh tự nhiên, có thể làm dịu nhiễm trùng, đường tiểu và tốt cho chức năng thận. 6. Tốt cho hệ tiêu hóa. Trong nước mía có chứa kali, tốt cho hệ tiêu hóa của bạn. Loại nước này cũng có tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng dạ dày. Bạn hãy tận dụng trong mùa hè này. 7. Tăng tốc độ phục hồi của bệnh vàng da. Những người bị bệnh vàng da nên tận dụng nước mía vì nó có thể làm tăng tốc độ phục hồi của những người bị bệnh này và cũng có thể bảo vệ gan khỏi hư hại. Vì nước mía có nhiều tác dụng như vậy và là loại đồ uống phổ thông, giá rẻ lại có nhiều trong mùa hè nên nhất định chúng ta phải tận dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Khắc cốt ghi tâm này, đừng bao giờ kết hợp cá với những thứ này nếu không muốn cả nhà phải đi cấp cứu nhập viện. Nhờ có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, lại dễ ăn khi có thể chế biến được thành nhiều món ăn ngon và cũng dễ tiêu hóa nên cá rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, nếu ăn cá không đúng cách lại có thể gây ra tác dụng ngược lại cho sức khỏe, đặc biệt là khi bạn vô tình kết hợp cá với một số thực phẩm khắc tinh. Cá khi kết hợp với thực phẩm khắc tinh sẽ gây ngộ độc. Việc kết hợp các loại thực phẩm với nhau để có được món ăn thơm ngon, bắt mắt là điều thường gặp trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc kết hợp này cần có sự hiểu biết, bởi có những loại thực phẩm là khắc tinh của nhau. Việc dùng chúng trong một món ăn là một điều cấm kỵ, và hiệu quả khi ăn phải những món ăn chứa những thực phẩm kỵ nhau mà có thể gây ngộ độc, thậm chí dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Các tài liệu y học cổ truyền đã cung cấp rất nhiều thông tin về những thực phẩm không được phép kết hợp với nhau, cũng như hậu quả mà chúng có thể gây ra với sức khỏe. Ngoài ra, những thông tin này còn được cha ông ta truyền qua các kinh nghiệm dân gian, bài thuốc dân gian. Và cá cũng là một trong những thực phẩm dễ gây ngộ độc nếu kết hợp sai với thực phẩm khắc tinh. Có thể kể đến một số sự kết hợp vô cùng nguy hiểm như cá trắm với tỏi, cá chép và thịt cầy, cá chạch với gan trâu bò. Đặc biệt, những người có cơ địa đặc biệt cần hết sức cẩn trọng khi ăn các loại cá biển để tránh bị dị ứng. Triệu chứng thường xuất hiện khi bị dị ứng cá biển là nhức đầu, buồn nôn, mẩn ngứa, đau bụng, khó thở, mặt và người đỏ bừng. Những thực phẩm tuyệt đối không nên ăn kèm với cá. Khi chế biến các món ăn từ cá, cần chú ý những thực phẩm kiêng kỵ dưới đây để bảo vệ sức khỏe cho chính bạn và người thân. Cá trắm kỵ tỏi. Không nên ăn chung tỏi với cá trắm vì sẽ dễ bị chứng bụng, đầy hơi, sinh ra sáng. Cá chép kỵ thịt cầy. Cá chép chứa nhiều hoạt chất sinh học
và thịt cầy cũng là thành phần dinh dưỡng vô cùng phong phú. Vậy nên, hai loại thực phẩm này khi ăn cùng với nhau sẽ xảy ra phản ứng hóa học phức tạp, sản sinh ra các chất có hại cho cơ thể. Cam thảo là khắc tinh của cá chép. Ăn cá chép, tuyệt đối không được ăn cam thảo, bởi cả hai đều có tính vị ngọt bình. Nhưng theo đông y, cam thảo có tính lạnh, dùng chung với cá chép sẽ dễ khiến cơ thể ngộ độc. Cá chạch kỵ gan trâu, bò. Thịt cá chạch khi kết hợp với gan trâu, gan bò sẽ sinh chứng phong, rất nguy hại cho sức khỏe. Ngoài ra, không nên kết hợp cá chạch với quả mai khô hay cá chạch với giấm để tránh sinh độc và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Cá chép kỵ thịt gà, lá tía tô. Khi ăn chung cá chép với hai loại thực phẩm này sẽ gây ngộ độc và nóng trong, sinh mụn nhọt. Cá điếc tối kỵ gan heo. Nếu ăn chung hai loại thực phẩm này với nhau sẽ sinh độc. Cá mực kỵ hồng, thị và đường đen. Khi kết hợp cá mực với một trong ba loại thực phẩm này sẽ sinh ra độc tố và gây ngộ độc cho cơ thể. Thịt cá thu và thịt lương rất kỵ nấu bằng củi gỗ dâu. Không chỉ kết hợp với một số thực phẩm mới nguy hiểm mà thịt cá thu và lương cũng rất dễ sinh ra các độc tố nếu được nấu bằng củi gỗ dâu. Ngoài ra, các loại cá biển khác như cá ngừ đại dương, cá hồi, cá thu đều dễ gây dị ứng đối với những người có cơ địa dị ứng, mặc dù giá trị dinh dưỡng và giá thành các loại cá này rất cao. Khi bị dị ứng cá, cơ thể sẽ có những biểu hiện khó thở, nổi mẩn đỏ, khó tiêu hóa, thậm chí là sốc phản vệ ngay sau khi ăn. Do vậy, để tránh dị ứng khi ăn cá, những người có cơ địa dị ứng nên chọn ăn các loại cá sạch nước ngọt thay vì ăn các loại cá biển. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp ích cho bạn để tránh gặp nguy hiểm cho sức khỏe khi ăn uống. Chúc bạn sống vui khỏe. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Một nắm rau càng cua sẽ giúp đàn ông, phụ nữ chữa hết tiểu đường, đau lưng nhức mỏi. Hôm trước mẹ chồng ngồi bắt vào chơi, mình có làm món gỏi rau càng cua trọn thịt gà cho mẹ ăn. Mẹ tròn mắt bảo, cái cỏ này cũng ăn được à? Ngồi bắt đầy ra mà, có ai biết ăn đâu. Không ngờ khi ăn vào, vừa ngon, vừa mát vị thanh thanh ở miệng. Nghe mẹ khen mà em nở cả mũi. Được lời như mở tấm lòng, em kể tiếp cho mẹ nghe về công dụng tuyệt vời của rau càng cua mang lại cho sức khỏe mà ít người biết đến lắm ạ. Nhìn cọng rau mỏng manh vậy thôi, chứ nó có công dụng chữa bệnh hay lắm đấy. Hôm trước, ông chồng bị viêm họng, ho đến sốt ruột. Em ra chậu cây kiểng trước sân, vừa nắm rau càng cua, ép lấy nước cho anh ấy uống vài lần là khỏi. Không cần phải uống kháng sinh, thuốc men gì cho mệt. Ngoài viêm họng, rau càng cua còn chữa được rất nhiều bệnh tật khác như 1. Chữa viêm họng, khô cổ khản tiếng. Dùng 50-100 rau càng cua rửa sạch, nhai ngậm hạt xay nước uống. Dùng liên tục trong 3-5 ngày. 2. Hỗ trợ đái tháo đường. Rau càng cua rửa sạch 100g, bắp giấm, chanh, thịt é, chiên bột 100g, ăn từng vài lần. 3. Chữa thiếu máu. Rau càng cua 100g, rửa sạch, bóp giấm, thịt bò, cho gia vị vừa đủ. Xào chín tới, trộn đều ăn 3 lần trong tuần. 4. Chữa tiểu giấc, tiểu khó. 150-200g rau càng cua ăn sống hoặc nấu nước uống. Uống khoảng 5 ngày. 5. Chữa đau lưng, cơ co rút. Dùng 50-100g rau càng cua, sắc uống mỗi ngày. 6. Chữa nhiễm khuẩn, đầu ngón tay, chín mé. Rau càng cua 100-150g, sắc uống trong, bã đắp ngoài. 7. Chữa ngoài da khô sần, mụn nhọt lỡ ngứa. Vết thương lâu lành, rau càng cua ăn sống hoặc xay nước uống, giả đắp ngoài. Không chỉ dùng để chế biến nhiều món ăn ngon, rau càng cua còn là một vị thuốc chữa nhiều bệnh như cảm mạo, hoài hen, tăng huyết áp, ăn không tiêu. Các nhà khoa học đã phân tích và chứng minh
Rau càng cua tuy cung cấp nhiều chất nhưng lại ít năng lượng, thích hợp cho người giảm béo. Trong rau chứa rất nhiều sắt nên thích hợp cho người thiếu máu. Ngoài ra, trong 100g rau càng cua chứa 92% nước, 34mg phốt pho, 277mg kali, 244mg canxi, 62mg magie, 5,2mg vitamin C, có tác dụng hỗ trợ tim mạch, huyết áp, chữa bệnh đái tháo đường, táo bón. Còn trong đông y, rau càng cua có tác dụng bổ âm huyết, thanh nhiệt, giải độc, thông ứ, trị thống, lợi tiểu tiện. Là món ăn bài thuốc rất thích hợp, chữa trị nhiệt miệng, khô khát, mụn nhọt lỡ ngứa, táo bón, chứng thận hư, âm hư, tiểu bút gấp và đau mỏi cơ khớp do phong nhiệt. Rau càng cua đảm bảo rất sạch sẽ vì chúng thường mọc hoang ở những nơi như chậu cây kiển hay những nơi ẩm ướt. Nhà em lúc nào cũng có vài chậu rau càng cua trước sân dùng để làm món ăn như trọn gỏi thịt gà, bò xào xong ăn kèm với rau càng cua, hoặc rau càng cua bắp giấm ăn với trứng luộc. Và điều đặc biệt là để chữa bệnh cho cả nhà. Khi đọc xong bài viết này, các chị nhớ thủ sẵn cho mình một chậu rau càng cua nha.